chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bảo thường kỳ tháng 11 năm 2022 để thông tin kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, thông tin các dự án trọng điểm tập trung thực hiện thời gian tới và dự kiến phương án mô hình thành phố trực thuộc trung ương. Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về kết quả kinh tế xã hội đạt được trong thời gian qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2022 ước đạt 8,56% vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP ước đạt 65.700 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 56,4 triệu đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, đã giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm hơn 2.618 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trân Hữu Thủy Giang cũng thông tin đến buổi họp báo về thông tin cả phương án về mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, mô hình thành lập thành phố trực thuộc trung ương dựa trên nguyên tắc thành lập các đơn vị hành chính, đó là tôn trọng hiện trạng, đồng thời xem xét cả yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đặc điểm tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Trong đó, phương án 1 gồm 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện, phương án 2 gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện liên quan đến các vấn đề phản án của phóng viên cả cơ quan thông tấn báo chí về tiến độ các dự án trên địa bàn công tác giải ngân vốn đầu tư công của vận động mai vàng trưởng ngõ giả vẻ tham quan đài nội huế kết quả xử lý vụ việc tại trường hai bà trưng giải pháp khắc phục tắc đường vào giờ cao điểm kết luận của thanh tra chính phủ về các dự án du lịch công tác chuẩn bị các chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón xuân hai nghìn hai mươi ba cũng đã được đại diện các sở ban ngành địa phương làm rõ thông qua trả lời trực tiếp tại họp báo và những vấn đề mang tính vị mô sẽ được trả lời bằng văn bản cụ thể.